Chào các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong bản tin trưa ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11. Cảm ơn quý vị các bạn trong thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, hy vọng là sẽ mang đến cho tất cả quý vị các bạn những thông tin bổ ích và kịp thời. Các bạn thân mến, trong phần tin trưa ngày hôm nay, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Trước trận gặp U23 Myanmar, U23 Việt Nam sẽ có nhiều chỉnh sửa. Lần trốn lúc đội nhà thua trận, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia bị chỉ trích thậm tệ. Tuyển Việt Nam đón tin không vui về Trọng Hoàng. Bại tướng của U23 Việt Nam đi tiếp tại giải châu Á, mời các bạn cùng đón nghe. Tuyển Việt Nam đón tin không vui về Trọng Hoàng. Các bạn thân mến, tiền vệ Trọng Hoàng có nguy cơ phải vắng mặt ở kỳ AFF Cup 2020 sắp tới đây do căn bệnh thoát vị đĩa đệm của cầu thủ này vẫn chưa được chữa khỏi. Theo một số nguồn tin thì sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng có nguy cơ sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ từ căn bệnh thoát vị dạng thoái hóa cuộc sống mà anh đang mắc phải. Trọng Hoàng phát hiện bệnh và điều trị tại bệnh viện quân y 108 trong suốt thời gian qua. Cũng bởi chuyện này mà anh đã không thể cùng tuyển Việt Nam thi đấu ở các trận gặp Trung Quốc và Oman trong tháng 10 vừa qua. Hiện Trọng Hoàng đã về nhà tại Nghệ An để nghỉ ngơi, kết hợp điều trị và lý trị liệu, song chia sẻ trên Facebook cá nhân với các đàn em ở đội tuyển quốc gia như Ngọc Hải, Hồ Tuấn Tài hay Đỗ Duy Mạnh. Tiền vệ của câu lạc bộ Viettel cho biết là căn bệnh của mình vẫn chưa có nhiều tiến triển và anh đang tiếp tục phải điều trị. Với tình hình gặp phải, có thể Trọng Hoàng sẽ không kịp trở lại để cùng tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ chiếc cúp AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore vào đầu tháng 12 tới. Sự vắng mặt của Hoàng Bò chắc chắn sẽ là một tổn thất không hề nhỏ với tuyển Việt Nam bởi vai trò của cầu thủ mang áo số 8 này là không thể thay thế. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng tranh chấp tốt, Trọng Hoàng luôn là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Seo khi tuyển Việt Nam gặp các đối thủ có thể hình tốt. Song huấn luyện viên Park Seo vẫn còn nhiều phương án thay thế như Văn Thanh, Tấn Tài hay Xuân Mạnh. Trong quá khứ có không ít cầu thủ bóng đá Việt Nam từng rất khổ sở vì loại chấn thương tương tự như Trọng Hoàng. Nổi bật nhất có thể kể đến một số trường hợp như Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh hay Võ Huy Toàn của Đà Nẵng. Bên cạnh đó là Nguyễn Minh Tuấn của Thể Công cũng từng phải giải nghệ ở tuổi 19 khi được xác định là thoát vị đĩa đệm. Kính thưa quý vị và các bạn đang nghe tin trên kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá. Để không làm phiền đến quý vị và các bạn khi đang nghe tin, kênh sẽ không đặt quảng cáo ở giữa video. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Nếu thấy hài lòng, hãy để lại một like hoặc một góp ý ở phần bình luận dưới video. Xin trân trọng cảm ơn và mời các bạn tiếp tục với phần tin ngày hôm nay. Trước trận gặp U23 Myanmar, U23 Việt Nam sẽ có nhiều chỉnh sửa. Các bạn thân mến, dù cũng thắng vất vả Đài Loan 1-0, nhưng U23 Myanmar cho thấy sẽ gây nhiều khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Park Seo trong trận quyết định ngôi đầu bảng Y tại vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào ngày mai, mùng 2 tháng 11. Nếu hòa nhau ở lượt cuối thì U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ bước vào loạt sút 11m nhằm xác định đội giành vé trực tiếp ở bảng Y dự vòng chung kết U23 châu Á 2022, nhưng đây không phải là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn thấy. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò và các trợ lý của mình đã trực tiếp ra sân xem đối thủ U23 Myanmar thi đấu trong trận gặp Đài Loan hôm 30 tháng 10. Thầy Park còn yêu cầu ghi hình trận đấu để cùng tuyển Việt Nam họp phân tích điểm mạnh điểm yếu của đối thủ này. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Popov, U23 Myanmar thể hiện lối chơi tranh chấp là mạnh mẽ, giàu thể lực. Trong tấn công, không chỉ chuyền bóng bổng từ hai cánh cho tiền đạo cao 1m82 là Huynh Tun dứt điểm. Đội bóng này còn phối hợp tấn công trung lộ cũng rất tốt. Bàn thắng duy nhất của U23 Myanmar được ghi trong trận thắng Đài Loan đến từ một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt ở trung lộ. Việc huấn luyện viên Popov bị cấm chỉ đạo trong trận đấu với U23 Việt Nam do nhận thẻ đỏ trong trận gặp Đài Loan được xem là không ảnh hưởng nhiều đến U23 Myanmar. Thật vậy thì dù mất đi ông Popov từ phút 74 nhưng U23 Myanmar vẫn chơi tốt và có bàn thắng vào lưới U23 Đài Loan ở phút 78. Mặt khác thì chỉ đạo của huấn luyện viên Popov và trợ lý Willander Fonseca, người hiểu ông Park khi từng làm trợ lý cho ông tại Asian Cup 2019. Sau trận thắng vất vả trước Đài Loan, thầy Park đã quần cho các học trò liên tục trên sân tập để có thể cải thiện lối chơi. Vì vậy mà không chỉ cho các cầu thủ tập nhiều hơn bình thường, thầy Park còn tỉ mỉ uốn nắn trong từng tình huống cụ thể để nhằm đảm bảo toàn đội có thể lực và thực hiện nhuần nhuyễn những ý tưởng của mình. Trước Đài Loan thì các cầu thủ của chúng ta cho thấy vẫn chưa thuộc bài khi chuyền hỏng là khá nhiều và phối hợp dờ dạc. Vì vậy mà các tuyển thủ U23 Việt Nam đã chơi bế tắc không có nhiều giải pháp tấn công để phá vỡ hàng thủ của họ. Nếu không cải thiện khả năng tấn công thì U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn Đài Loan là Myanmar. Dù được kỳ vọng nhiều nhưng Lý Công Hoàng Anh đã không thể hiện được nhiều điều trong trận gặp Đài Loan. Điều này khiến cho tuyến giữa của chúng ta không thể phát động tấn công tốt
Chỉ khi Hai Long vào sân ở hiệp 2 thì mọi thứ mới trở nên tốt hơn. Đó sẽ là thay đổi đầu tiên về nhân sự của Thái Park trước U23 Myanmar. Một tiền vệ trung tâm khác là Hữu Thắng cũng chơi không tốt trước Đài Loan, nhưng đó là do thử nghiệm của Thái Park khi đưa Hữu Thắng về đá vị trí tiền vệ trụ vốn không phải là sở trường. Việc chơi quá xa vòng cấm cũng khiến cho Hữu Thắng không thể phát huy được khả năng đột phá hoặc phối hợp tốt với các đồng đội vốn có trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Do đó, nhiều khả năng trước U23 Myanmar, cặp tiền vệ trung tâm có thể sẽ là Hai Long và Hữu Thắng. Cải thiện khả năng tấn công, nhưng Thầy Park cũng cần gia cố hàng phòng ngự bởi phân tích trong buổi họp chuyên môn vào sáng ngày hôm qua 31 tháng 10 cho thấy khả năng tấn công của U23 Myanmar là khá đa dạng. Trong khi đó thì hàng thủ của Việt Nam chưa tạo được sự yên tâm khi đối đầu với các chân sút là không thật sự sắc của U23 Đài Loan. Sau màn thể hiện kém cỏi của trung vệ lệch trái Liễu Quang Vinh ở trận gặp Đài Loan thì nhiều khả năng Thầy Park sẽ sử dụng Đặng Văn Tới cho trận đấu với U23 Myanmar bên cạnh hai trung vệ Thanh Bình và Việt Anh. Lẩn trốn lúc đội nhà thua trận, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia bị chỉ trích thậm tệ. Quý vị và các bạn thân mến, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia là ông Mohamed Irawan được cho là đã bỏ mặc đội U23 Indonesia khi đội bóng này nhận thất bại. Như đã biết là U23 Indonesia đã không thể làm nên chuyện tại vòng loại U23 châu Á 2022. Sau hai lượt trận gặp Úc, đội bóng của ông Shin Tae-yong đã thất bại với tổng tỷ số 2-4 và ngậm ngùi nhìn đối thủ góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Uzbekistan vào năm sau. Mới đây nhất, sau thất bại của đội nhà, một bình luận viên bóng đá nổi tiếng tại Indonesia là Tommy Willy đã có những lời chỉ trích hướng đến chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia là ông Mohamed Irawan. Lý do được đưa ra là có những thông tin cho rằng vị chủ tịch này thường xuyên nhận công việc về phía mình mỗi khi đội nhà giành chiến thắng. Ông Irawan khẳng định là mỗi khi ông gọi điện cho các cầu thủ Indonesia thì họ sẽ được tiếp thêm động lực và vượt qua đối thủ. Câu chuyện này một lần nữa lại xuất hiện trong trận giao hữu giữa U23 Indonesia và U23 Nepal, trận đấu chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Ngày hôm đó thì đoàn quân của ông Shin Tae-yong đã thắng đối thủ 2-0. Ngay lập tức, chiến thắng của đội nhà được ghi nhận là do công của chủ tịch Irawan đóng góp vào. Và ông Irawan chia sẻ chính ông đã kích thích tinh thần của đội bóng thông qua cuộc qua điện thoại trực tiếp trước trận đấu diễn ra. Trước trận giao hữu với Nepal, tôi đã gọi điện động viên các cầu thủ. Tôi nói rằng đội bóng cần phải hủy diệt đối thủ này. Nhưng vấn đề là khi U23 Indonesia thất bại thì người ta lại không thấy bóng dáng của vị chủ tịch này. Bình luận viên Tommy Willy thừa nhận là anh đã thực sự ngỡ ngàng khi ông Irawan chỉ xuất hiện khi đội nhà giành chiến thắng và bỏ mặc trong lúc U23 Indonesia thua trận. Cụ thể, chia sẻ trên kênh YouTube của mình, anh cho biết: nếu thắng thì người ta nói là ông ấy, tức là chủ tịch Irawan, góp công vào thắng lợi của đội nhà. Nhưng thật không may nếu Indonesia thất bại, khi đó sẽ không có tí thông tin nào cả. Những người đáng ra phải nhận trách nhiệm mỗi khi đội nhà thua thì lại hoàn toàn không lên tiếng. Sau đó, tờ báo của Indonesia là tờ Indosport cũng có động thái mỉa mai vị chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia khi cho rằng là ông này đã hết phép trong trận U23 Indonesia đá với U23 Úc. Ông Irawan cũng đã gọi điện cho U23 Indonesia khi các cầu thủ đang ăn trước thềm trận đấu với U23 Úc. Chính ông ta đã đăng đoạn video lên Twitter cá nhân. Tuy nhiên, phép màu của ông này lại không xuất hiện. U23 Indonesia để thua trong trận lượt về vòng loại U23 châu Á 2022 với thất bại 0-1 trước U23 Úc. Bại tướng của U23 Việt Nam đi tiếp tại giải châu Á. Các bạn thân mến, U23 Iraq và U23 Bahrain vừa trải qua màn so tài trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2022. Ở lượt trận cuối của bảng C thì U23 Iraq chạm trán U23 Bahrain. Từ một pha phản công thì Iraq đã là đội khai thông thế bế tắc ở phút 19. Hassan đã tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm vào góc cao của khung thành, mở tỷ số của trận đấu. Bahrain suýt chút nữa đã có bàn thắng gỡ hòa, nhưng thủ môn của Iraq là Hassan Hussein đã chơi cực kỳ tỉnh táo. Bahrain một lần nữa phải hứng chịu bàn thua ở phút 42 khi Mohamed tung ra cú sút khiến cho thủ môn bên phía đội bạn choáng váng. Sang hiệp 2 thì Iraq tiếp tục có bàn thắng thứ 3 ở cuối trận. Người ấn định tỷ số trận đấu chính là cầu thủ vào sân thay người Sohaib. Anh này đã tận dụng tốt cơ hội từ quả đá phạt của người đồng đội Hussein Ama. Chung cuộc thì Iraq giành chiến thắng ấn tượng 3-0. Trận thắng này giúp họ có 6 điểm tuyệt đối, qua đó giành vé lọt đến vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trên đây là những tin tức nóng trong bản tin trưa ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.